Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu. Tập 4. Chương 31. Lãm Nguyệt Lâu 2. Tô Yên đã ở trong chốn phong trần lâu ngày nên nhìn người cực chuẩn, thấy Giang Từ vừa trong sáng vừa phóng khoáng. Trong nháy mắt đã có cảm tình với nàng, thừa dịp rót rượu tiến đến bên tai Bùi Diễm, nhẹ giọng nói: "Tướng gia tìm đâu ra một cô nương đáng yêu như vậy?" Bùi Diễm mở miệng nhận lấy món ăn từ các thị nữ, vừa nhai vừa nói mơ hồ, rơi xuống từ trên cây. Giang Từ bên cạnh nghe được hai từ trên cây, không thể không chớp mắt Bùi Diễm một cái, Bùi Diễm cười phá lên. Giang Từ không muốn để ý đến hắn, xắn tay áo lên, lại kéo Thôi Lượng, muốn chơi trò đoán quyền với hắn ta. Ánh nến trong nhà mờ ảo, Thôi Lượng dường như có chút lơ đãng, thua mấy lần. Bị Giang Từ chộp lấy cơ hội mời uống mấy chén, hắn ta chỉ mỉm cười, uống cạn hết chén rượu, không nói nhiều. Bên kia, Bùi Diễm cũng đang chơi trò đoán quyền với Tố Yên, cười nói không ngớt, cả gian phòng nhất thời trở nên náo nhiệt. Lúc này, các thị nữ thay phiên nhau mang lên bàn vuông nhỏ, dụng cụ ăn cua như cái chùy, kéo tròn, rồi đưa lên những con cua lớn đã hấp bằng lá sen lên. Đầu bếp nơi này cực kỳ tinh tế, còn trang trí thêm mấy bông cúc xanh bên mép túi hấp, cua vàng, cúc xanh, chén rượu biếc, ánh trăng sáng rực rỡ. Giang Từ trong lòng hớn hở, mặt rạng rỡ vui mừng. Nhìn con cua lớn trong đĩa, trong lòng nàng cười hề hề mấy tiếng, chuẩn bị đưa tay vào đĩa, tiếng bước chân vang lên, Diệp Lâu chủ lại dẫn một người lên lầu. Giang Từ toàn tâm toàn ý để mắt đến con cua lớn kia, không nâng đầu lên, nhưng vẫn nghe được tiếng cười to của Bùi Diễm, vương gia đến muộn, phải tự phạt ba chén. Giang Từ đang nhớ thương con cua lớn trong đĩa khi nghe được hai từ vương gia, không thể không nâng đầu lên nhìn. Một chàng công tử trẻ tuổi xuất hiện, mặc dù mới trưởng thành nhưng đã thể hiện thần sắc thông qua trang phục và cử chỉ. Gương mặt sáng sủa, người đó bước vào lầu các, vừa bước đến vừa cười nói, ta có hẹn với thiếu quân, thực sự ta đã muốn tới ngay. Nhưng tiếc là nhị ca cứ mời ta đi ngắm hoa cúc, ta phải ở lại với huynh ấy thêm một thời gian, do đó ta đã đến muộn. Xin nhận hình phạt. Tố Yên cười khẽ, cầm bình rượu, nhanh nhẹn đứng lên, nắm lấy cánh tay phải của chàng công tử trẻ này, rót rượu vào miệng hắn ta, cười nói, hiếm khi có vương gia chịu phạt, Tố Yên cũng muốn trả thù cho lần say mê lúc trước. Giang Từ từng nghe người ta nói rằng, đương kim hoàng đế có ba người con trai, thái tử là con trưởng, con thứ là Trang Vương, Tĩnh Vương là con thứ ba, nhìn chung chàng trai này chắc chắn là Tĩnh Vương nổi tiếng với sự phong nhã và hiền lành. Dù đã nhìn qua nhưng nàng cũng không hứng thú với vị vương gia này. Nàng cúi đầu, hai tay xoa nhẹ, vươn về phía con cua trong đĩa. Tĩnh Vương cười nhận bình rượu từ tay Tố Yên, ngửa đầu há miệng, rượu như dòng thác chảy vào trong miệng hắn ta. Bùi Diễm vỗ tay cười to, vương gia sao gặp Tố Đại, tỷ lại uống rượu sảng khoái đến vậy. Lần trước đấu rượu với nhóm Thừa Huy, thua cuộc cũng không thấy vui vẻ như vậy. Tĩnh Vương uống cạn rượu trong bình, ôm lấy vai phải của Tố Yên, ngồi xuống bên cạnh Bùi Diễm, cười nói, đám con nít kia đã thua cược với Tam Lang, lại muốn làm ta say rượu để trộm chiếc ngọc bội trả nợ cho Tam Lang, chúng nghĩ ta không biết à, ta làm sao để chúng thỏa lòng được chứ. Tam Lang muốn chiếc ngọc bội của vương gia làm gì, phủ của hắn có thiếu vật quý hiếm đâu. Chỉ hoa chiều này, họ không thể tìm ra thêm món bảo vật nào để thu hút sự chú ý của hắn. Tĩnh Vương buông tay ôm Tố Yên, nói, ai biết được chứ. Có lẽ vì nghe nói chiếc ngọc bội này là phụ vương ban cho ta, hắn không phục chứ. Bùi Diễm nghe vương gia nói vậy, không dám nói thêm gì nữa, cầm chén rượu lên, nhìn Thôi Lượng nói, Tử Minh, lần trước người đã từng hứa với Tố Đại Tỷ, muốn viết thêm lời ca cho nàng ấy, vừa vặn vương gia cũng đang ở đây, ngài ấy là cao thủ của nghệ thuật này, ngươi không thể lười nhác nữa đâu. Tĩnh Vương nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Lượng, cười nói, Tử Minh cũng đến rồi. Ánh mắt vương gia lại lệch qua một chút, sững sờ một phút, nói, người này là. Bùi Diễm vừa uống xong một chén rượu, chưa kịp nuốt xuống, nhìn theo ánh mắt của Tĩnh Vương, sững sờ, ho khan mấy tiếng, rượu trong miệng phun hết vào vạt áo. Chỉ thấy bên kia, Giang Từ đang dùng hai tay, ăn ngon lành. Mấy con cua lớn trước mặt nàng, chỉ trong thời gian người khác nói vài câu đã bị nàng cắt ra tám mảnh một cách vô cùng thuần thục. Thịt cua và gạch cua đều không còn, đương nhiên là đã rơi vào dạ dày của nàng. Lúc này nàng đang tập trung dùng chiếc đũa bạc để gắp thịt từ trong chân cua cuối cùng, nhưng góc miệng nàng vẫn còn hai vệt gạch cua,
có lẽ vì ăn ngon quá mức mà dính vào khóe môi, không kịp lau đi. Chương 32, Lãm Nguyệt Lâu. À, nàng bởi vì sư tỷ mà đối với mọi người trong sân có một cảm tình mà ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi, bước tới nắm tay Tố Yên nói, Tố Yên tỷ, tỷ thật đẹp. Tố Yên ngạc nhiên, mỉm cười đáp, vị muội tử này là. Bùi Diễm mỉm cười nói, vị này là Giang cô nương, nàng muốn ăn cua lớn ở Hồ Bình Dương. Ta lại không muốn bị nàng ăn hết cua trong phủ, liền dẫn nàng đến đây, tiện thể đưa Tử Minh huynh đến giao cho Tố đại tỷ. Tố Yên cười khẽ một tiếng, dắt tay Giang Tử và ngồi giữa Bùi Diễm và Thôi Lượng, cầm bầu rượu, rót đầy chén rượu cho Thôi Lượng, nói, tả tướng gia này, cái miệng của người thật khiến người ta không biết là yêu hay ghét. Thôi công tử vẫn tốt hơn, thật là một người chất phác. Thôi Lượng mỉm cười nhận lấy chén rượu, hơi dịch thân thể sang một bên, nhìn Giang Tử một cái, lại thấy nàng đang say mê chơi đùa với một miếng ngọc bội hình khuyên bên hông Tố Yên, khuôn mặt tràn đầy tò mò. Tố Yên quyết định tháo miếng ngọc bội hình khuyên đó xuống, nhét vào tay Giang Tử, nếu muội thích, tỷ sẽ tặng miếng ngọc này cho muội. Giang Tử xem xét miếng ngọc bội hình khuyên đó một lần, vẫn buộc nó lại ở bên hông Tố Yên như cũ, sau đó quay qua quan sát viên ngọc trên vành tay nàng. Tố Yên lại tháo nó xuống, nàng chơi một hồi, lại giúp Tố Yên đeo lên, ánh mắt lại dừng ở trên châm ngọc bích hoa vân bộ đong đưa. Thôi Lượng nghiêng đầu nhìn thấy, cũng không nhịn được cười, vội vàng lấy khăn lụa trên bàn, đưa cho Giang Tử. Giang Tử ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt sáng rực, có người cười, có người nhìn nàng với vẻ chế giễu, nàng mơ hồ hỏi, có chuyện gì vậy? Thôi Lượng nhét chiếc khăn lụa vào tay nàng, sau đó chỉ tay vào mặt mình nhưng chỉ cười không nói. Giang Tử đưa đầu lại gần, chăm chăm nhìn vào mặt Thôi Lượng một lát, nghi ngờ nói, Thôi công tử, mặt ngươi có dính gì sao? Tĩnh Vương và Bùi Diễm cười ha hả, Tố Yên cũng cười đến run cả người. Thôi Lượng lắc đầu, nhịn cười, rút khăn lụa trong tay Giang Tử ra, thay nàng lau nhẹ vệt màu vàng trên má. Giang Tử cũng không để ý, lấy miếng thịt cua cuối cùng ăn, ngửa đầu uống một chén rượu cúc, lau môi, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn trái nhìn phải mấy lần, ánh mắt dừng trên con cua trước mặt Thôi Lượng. Thôi Lượng đưa đĩa của mình ra trước mặt nàng, âu yếm nói, cô nương cứ ăn đi. Giang Tử hơi ngượng ngùng, không, ngươi còn chưa ăn, ta đã no rồi. Thôi Lượng mỉm cười, nếu ăn nhiều cua, sẽ nổi ban đỏ, nên ta thường không dám ăn nhiều. Giang Tử vui mừng, vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Nàng cười tươi, hai tay ôm lấy đĩa bạc. Mọi người cảm thấy thú vị, tạm quên uống rượu nói đùa, tất cả đều nhìn nàng diễn kỹ thuật tách cua bằng kìm và dao. Giang Tử cảm thấy không khí trong phòng có chút khác thường, ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, cua lớn đáng ghét kia thì đang cười khúc khích, trong mắt đều là sự chế nhạo. Trong lòng nàng thầm oán hận, tay cầm kìm dùng sức, rắc một tiếng, kẹp vỡ một chân cua, mắt lại dò xét Bùi Diễm. Tay phải Bùi Diễm không hiểu sao run lên, nụ cười trên mặt liền có chút cứng ngắc. Thôi Lượng quay sang cười với Tố Đại Tỷ, Tố Đại Tỷ, lần trước ta đã đồng ý với Tỷ, lời ca đã hoàn thành rồi. Tố Yên mừng rỡ, vội vàng rót cho Thôi Lượng một chén rượu, lại yêu cầu các tiểu thư mang bút Mặc Tuyên và đàn tỷ bà đến. Tĩnh Vương cũng không nhìn về phía Giang Tử, quay đầu lại cùng Bùi Diễm nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Sau một vài câu, Tĩnh Vương giảm giọng lại, ta vừa nghe nói Dịch Hàn biến mất khi đang ở phủ của nhị ca, thiếu quân có biết tình hình cụ thể như thế nào không? Bùi Diễm lắc đầu, ta cũng không rõ, người mà ta cử đi theo dõi đã bất cẩn mất dấu hắn ở gần Hạc Châu. Ta sợ rằng quân đội của Ly Quốc sẽ không buông xuôi, hòa ước chưa được ký kết đến cuối cùng, ta vì việc này mà có chút lo lắng. Tiếng cạch vang lên một lần nữa, chân phải của Bùi Diễm run rẩy, lời nói lo lắng dừng lại giữa chừng. Hắn liếc nhìn Giang Tử ở bên kia, chỉ thấy nàng đang từ từ cho một miếng thịt cua vào miệng, đôi mắt mang chút khiêu khích đang nhìn chằm chằm vào hắn, tay phải còn đung đưa chiếc kìm bạc trong tay. Tĩnh Vương quay lưng về phía Giang Tử, không nhìn thấy hành động của nàng, thấy Bùi Diễm ngừng lại, liền gọi, thiếu quân. Bùi Diễm lấy lại tinh thần, vội nói tiếp, còn một vài ngày nữa là ngày ký kết hòa ước. Nếu không có tin tức gì về Dịch Hàn, thì dù hòa ước đã được thỏa thuận, quân đội của Ly Quốc sẽ gây rối, ta sợ rằng. Tiếng cạch vọng lên, chân trái của hắn lại run rẩy, lời nói dừng lại một lần nữa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giang Tử đang đung đưa chiếc kìm bạc. Tĩnh Vương rất ngạc nhiên, hỏi, thiếu quân, có chuyện gì không?
Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 33 Lãm Nguyệt Lâu 4. Bùi Diễm mỉm cười nói, Vương gia, hôm nay chúng ta chỉ nói về gió trăng, không đề cập đến chuyện khác, hãy mở rượu mời trăng, thưởng thức những câu văn tuyệt vời của Tử Minh. Lúc này, những thị nữ đã sắp xếp đầy đủ các vật phẩm, Thôi Lượng bước đến trước bàn, nhẹ nhàng xắn tay áo, viết như gió. Tĩnh Vương cùng Bùi Diễm, Tố Yên đứng bên cạnh bàn nhìn chăm chú, chỉ còn mình Giang Tử vẫn đang thảnh thơi thưởng thức vị ngon của cua lớn. Thôi Lượng với thần thái thản nhiên, mực đậm dính vào bút, tay chuyển động như rắn rồng đang bơi, chỉ trong chốc lát thả xuống nét cuối cùng. Đặt bút xuống, cười nói, bài thơ song điệu Thán Thiên Quang này là tác phẩm mở đầu, Tố đại tỷ xin đừng cười nhạo. Tố Yên tiến đến trước bàn, nhẹ giọng ngân nga, đạp thanh du, hoa phù dung vẽ thuyền qua bờ cát. Kinh vân ảnh, chim cỏ bay điều hưu. Ngày xưa từng vì người mà chờ đợi, sau khúc nhạc mọi người tản ra, tay áo ướt đẫm màu đỏ. Đuôi lông mày của Trâm Hoa liên tiếp quay đầu, cửa sổ lạnh dưới lầu Chu ở phía xa. Từ mạch hồng Trần Xuân qua đời sớm, không trách năm đó đã gãy hết cây liễu ba mùa xuân tại cầu dài và lầu biệt ly. Đối với Thanh Thu, cúc vàng cùng cua béo với rượu mới. Trúc Minh Nguyệt, hát một khúc để xoa dịu nỗi buồn. Hôm nay người phải uống rượu trong sự đau đớn, ngồi mãi đến giữa đêm mà lòng càng buồn thêm. Gió lệch quét sạch hình ảnh của thế gian, cây cỏ xanh tươi dưới dòng nước đông. Không thể chịu đựng trong sân chùa lạnh lẽo, lại để tóc xanh biểu lộ nỗi hận đời này, niềm vui khó lòng giữ lại. Nàng ấy vừa ngân nga xong, Tĩnh Vương vỗ tay nói, ngôn từ của Tử Minh thật hay, thật tuyệt vời. Tố Yên mỉm cười nhìn Thôi Lượng, tán dương, Tử Minh ít khi đến đây, nếu huynh dùng câu từ của huynh, kết hợp với giai điệu của ta, chắc chắn Lãm Nguyệt Lâu sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Thôi Lượng mỉm cười trả lời, nếu Tố đại tỷ có rượu và thức ăn ngon thì Tử Minh chắc chắn sẽ không ngần ngại đến đây làm phiền. Bùi Diễm vỗ tay cười nói, tốt lắm, Tử Minh, ngươi còn trơn trượt hơn cả con cá trạch, chỉ cần Tố đại tỷ mời, ngươi lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Thôi Lượng chuẩn bị đáp lời, bỗng nghe tiếng nói tròn trịa của Giang Tử, không thích đối với Thanh Thu, hãy đổi thành nhìn rõ Thanh Thu sẽ hay hơn. Tĩnh Vương nhìn Giang Tử nói, ta thấy đối với Thanh Thu cũng tốt hơn nhiều. Tiểu nha đầu nhà ngươi lại đến thay đổi từ của Thôi Giải Nguyên, thật là không biết trời cao đất dày. Giang Tử lấy khăn lụa lau tay, thảo luận, ta không phải nói Thôi công tử dùng từ đối không đúng, mà là khi hát khúc. Dùng từ nhìn sẽ giúp tiếng hát phát ra dễ dàng hơn, Tố Yên tỷ tỷ là người tài giỏi, tất nhiên sẽ biết. Đôi môi Thôi Lượng khẽ nhúc nhích, trên khuôn mặt từ từ xuất hiện nụ cười. Tố Yên cũng thử hát thử hai lần, cười nói, Giang cô nương nói có lý, từ góc độ của từ ngữ. Đối và nhìn không có gì khác biệt, nhưng từ góc độ phát âm khi hát, sử dụng nhìn rõ Thanh Thu lại phù hợp hơn một chút. Giang Tử bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, lại đến, nắm lấy bàn tay của Tố Yên, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Tố Yên tỷ tỷ, ta cũng đã học bài hát Thán Thiên Quang này rồi, tỷ có thể cho ta hát cùng tỷ không, không biết tỷ có khó chịu không? Tố Yên cười nói, tất nhiên là được rồi, Giang cô nương sẵn lòng hát cùng ta, đó là điều ta cầu còn không được. Giang Tử cười híp mắt, Tố Yên tỷ tỷ, tỷ đừng gọi ta là Giang cô nương nữa, người ta thường gọi ta là tiểu tử, tỷ cũng gọi ta là tiểu tử nhé. Một thị nữ sớm đã mang tỷ bà tới, Tố Yên hướng về Tĩnh Vương và mọi người mỉm cười duyên dáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh đàn, Giang Tử thổi sáo, Thôi Lượng nhẹ nhàng gõ đàn. Sau một đoạn đầu tiên, Tố Yên ngừng lại và bắt đầu ngâm thơ với giọng điệu mềm mại. Trong lúc nhất thời, âm điệu như những viên ngọc lấp lánh liên kết với nhau tạo thành những giai điệu hoàn hảo. Bây giờ trăng sáng trên trời cao, gió thu dịu mát, ngoài hiên sáng sủa và tĩnh lặng. Trong phòng, những giai điệu đều dễ chịu, Tĩnh Vương cùng Bùi Diễm nghe mê mẩn. Khi Tố Yên hát xong một khúc, cả hai đều vỗ tay thán phục. Sau khi Tố Yên kết thúc một khúc hát, nàng ấy mỉm cười với Giang Tử. Giang Tử đặt sáo xuống, chờ đợi hết khúc nhạc, giọng nói của nàng mượt mà như ngọc, du dương như gió. Thôi Lượng gõ chậm lại, sau đó mới đuổi theo tiếng đàn, nhìn Giang Tử hát về nỗi buồn của mùa thu với niềm vui sôi động, đôi mày của Thôi Lượng chậm rãi nhướng lên. Tĩnh Vương nghiêng đầu về phía Bùi Diễm và mỉm cười, thiếu quân tìm được tiểu nha đầu này ở đâu vậy, thật là một người thú vị. Bùi Diễm thả lỏng cơ thể, nằm nghiêng trên giường thấp, nhìn Giang Tử, khuôn mặt của hắn như gió xuân,
nhưng trong lòng lại cười lạnh mấy tiếng. Chương 34, đôi mắt long lanh biến mất trong đêm, 1. Kết thúc một khúc hát, Giang Từ cười và quay lại bàn, nâng chén rượu lên chuẩn bị uống. Thôi Lượng đi tới, đưa tách trà qua, nói nhỏ, vừa dùng họng xong, đừng uống, rượu. Giang Từ vội vàng đặt chén rượu xuống, nhận lấy tách trà, uống một hớp, cười nói, cảm ơn. Nàng ngồi xuống bàn, nhìn thấy trong mâm vẫn còn một con cua đồng, không khỏi bất ngờ, lúc nãy nàng đã ăn hết cua trong mâm rồi, sao lại lòi thêm ra một con nữa nhỉ? Món ăn ngon trước mắt nên nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, lại duỗi tay ra, nhưng không thấy chiếc kìm bạc. Nàng cúi người xuống tìm thì thấy một bàn tay thon dài đưa chiếc kìm bạc đến trước mặt nàng. Giang Từ đứng thẳng dậy, nói, thôi công tử, cảm ơn huynh rất nhiều. Thôi Lượng mỉm cười nói, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Sau này, ta gọi muội là tiểu tử, nếu muội không cảm thấy phiền, cứ gọi ta một tiếng đại ca là được. Giang Từ cười nói, được, thôi đại ca. Nàng ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu bóc vỏ cua, cắt chân cua. Ngay lúc nàng đang vui vẻ ăn cua thì bất ngờ nghe Thôi Lượng ở bên cạnh gọi, tiểu tử. Giang Từ ừm một tiếng, trong miệng đang cắn một miếng thịt cua, quay đầu lại, có chuyện gì vậy? Thôi đại ca. Thôi Lượng cười khổ, mặc dù cua đồng tốt, nhưng muội cũng phải ăn ít lại một chút, cẩn thận lát nữa sẽ bị đau bụng hoặc phát ban đấy. Giang Từ tranh thủ uống một chén rượu cúc, nói, không sao, trước kia muội đã từng ăn cua đồng, cũng không gặp vấn đề gì. Rồi nàng lại tiếp tục rót thêm chén rượu nữa. Thôi Lượng giật lấy bình rượu khỏi tay nàng, không được, trọng thương của muội mới khỏi xong, không thể tiếp tục uống nữa. Giang Từ quay đầu nhìn hắn ta, lúc này nàng đã uống hơn 10 chén rượu cúc, hai gò má đỏ rực, đôi mắt sáng trong cũng đầy hơi rượu, một nụ cười quyến rũ treo trên khóe môi. Nàng lắc lắc vạt áo của Thôi Lượng, buồn bã nói, thôi đại ca, cho muội uống thêm một chén nữa. Thôi Lượng giấu bình rượu sau lưng, chỉ cười không trả lời. Ở phía bên kia, không biết Tố Yên đã nói câu gì mà Tĩnh Vương và Bùi Diễm cười ồ lên, hai người ở bên này hình như vẫn chưa nhận ra, chỉ lo cãi nhau vì cái bình rượu. Bùi Diễm vừa cười vừa liếc qua hai người, trong mắt lóe lên ánh sáng, có hơi đắc ý, cười đùa một hồi. Hai gò má của Giang Từ càng đỏ hơn, ánh mắt cũng hơi mơ hồ, mồm miệng bắt đầu lắp bắp, tay đang kéo vạt áo của Thôi Lượng buông xuống. Thôi Lượng thấy có hơi không ổn, hắn ta vừa định đỡ nàng thì nàng đã ngã lên bàn trà. Thôi Lượng vội vã đỡ nàng dậy, gọi, tiểu tử. Tô Yến ở bên kia nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến, cúi đầu nói, sao lại uống say rồi? Đứa nhỏ này, xem rượu như nước hay gì, vậy mà thôi công tử cũng khuyên muội ấy dừng. Thôi Lượng cười khổ, không nói câu nào. Tô Yên đỡ Giang Từ đứng dậy, đột nhiên Giang Từ ngẩng đầu lên, la to, sư phụ, đừng đánh con, lần sau con không dám uống rượu nữa. Tô Yên cười khẽ, còn chưa say hoàn toàn mà đã biết sợ sư phụ rồi. Thôi Lượng cũng đến đỡ Giang Từ giúp nàng ấy, hắn ta gọi, tiểu tử. Giang Từ mở mắt ra, nhìn Thôi Lượng một hồi lâu rồi đột nhiên cúi người nôn mửa, bãi nôn không nhiều, nhưng đã làm dơ chiếc váy màu sen. Tố Yên lắc đầu, xem này, uống tới mức này, lãng phí chiếc váy làm từ vải tơ băng tốt nhất quá đi. Nàng ấy vẫy tay, hai thị nữ đi tới. Nàng ấy suy nghĩ một chút, rồi dặn dò, hãy dẫn tiểu cô nương này đến phòng của ta, thay cho nàng bộ đồ màu đỏ thẫm mới được đưa hôm qua của ta, rồi nấu chút canh giải rượu đi. Hai thị nữ tiến lên, đỡ Giang Từ đi về phía sau bức bình phong. Giang Từ yếu ớt dựa vào người hai thị nữ, bước đi từ từ, chậm rãi. Khi đi qua Bùi Diễm, chân của nàng mềm nhũn, cung nữ chưa kịp đỡ thì nàng đã ngã về phía Bùi Diễm. Bùi Diễm ngửi được mùi rượu nồng và mùi chua, nhíu mày, vung tay áo làm Giang Từ ngã qua một bên, đầu nàng đập vào bàn trà, nàng đau đến mức tỉnh rượu. Nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy khuôn mặt chán ghét và miệt thị của con cua đồng kia đang nhìn mình, trong lòng bực bội, trừng mắt với Bùi Diễm. Tố Yên thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng chạy tới đỡ Giang Từ dậy, giao nàng cho hai thị nữ đỡ vào. Tĩnh Vương bên cạnh thấy thú vị, cười nói, thiếu quân, vậy mà ngươi còn phải so đo, tức giận với một tiểu nha đầu sao? Bùi Diễm cười mỉm, đổi chủ đề, Tĩnh Vương cũng không quan tâm đến nữa, Tố Yên lại tiếp tục trò chuyện, trong căn phòng lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Giang Từ được hai thị nữ dìu đi dọc theo hành lang, rẽ vào một căn phòng cuối cùng ở phía Bắc Lãm Nguyệt Lâu. Trong phòng trang trí tinh xảo, tranh gỗ treo ngang tường, giường nệm êm ái,
hương thơm dịu nhẹ. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, đôi mắt long lanh biến mất trong đêm, 2. Hai thị nữ đỡ nàng ngồi xuống ghế, một thị nữ cởi áo ngoài bị dơ ra giúp nàng, người còn lại lấy một bộ váy lụa óng ánh đỏ thắm từ trong tủ ra. Cười nói, hôm qua Tố Đại Tỷ còn nói, nàng ấy mặc không hợp cái bộ màu đỏ này, hôm nay đã tìm được chủ nhân thích hợp rồi. Ta đã từng nói rồi, Tố Đại Tỷ không thích hợp mặc màu đỏ, nhưng tỷ ấy không tin ta, khi thử lên người rồi mới hối hận. Thị nữ cầm bộ váy trên tay cười cười, giúp Giang Tử thay quần áo, nói, có lẽ ngươi không biết. Đừng nói là do ta nói cho ngươi biết đấy nhé, bởi vì Tố Đại Tỷ biết được tin từ đâu rằng Vệ Tam Lang thích màu này. Thật sao? Không phải Vệ Tam Lang chỉ mặc trang phục màu trắng sao? Sao có thể thích màu đỏ rực rỡ được? Tố Đại Tỷ thực sự để tâm với Vệ Tam Lang quá. Chưa kịp nói hết, thị nữ này đã ngã ra sau. Người kia hoảng hốt, Họa Nhi, ngươi bị làm sao vậy? Nàng ta định tới đỡ Họa Nhi thì cảm thấy bên hông tê dần rồi ngã thẳng xuống đất. Giang Từ cười ha ha, bật dậy từ ghế, nhận ra tiếng cười của mình hơi lớn, nàng che miệng cười trộm. Nàng lẻn tới cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa, thấy phòng ngủ này nằm ở cuối hành lang gấp khúc, muốn lẻn ra ngoài. Cần phải đi qua chỗ phòng khách mà nàng uống rượu và ăn cua trước đó, cua đồng có võ công cao cường, có hắn trong sảnh thì nàng hoàn toàn không thể lẻn ra được. Nàng giận dữ nói, con cua đồng chết tiệt kia, ngày mai ta sẽ khiến cho ngươi uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, chống đỡ qua bữa, say rượu đến chết. Giang Từ suy nghĩ một hồi, trong lòng cười trộm, lẩm bẩm, không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể trốn thoát bằng đường thủy. Nàng xoay người, nâng hai thị nữ dậy, để cho các nàng hướng mặt vào góc tường, thở dài, hai vị tỷ tỷ, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, cái mạng nhỏ này quan trọng hơn, nếu không trốn thì sống không được. Ta chỉ điểm huyệt hai vị tỷ tỷ, một lát nữa huyệt đạo sẽ tự giải, các tỷ tỷ chỉ cần ra ngoài nói sự thật là được, thực sự xin lỗi, đừng trách ta. Hai thị nữ bị điểm huyệt, mặt hướng góc tường, trong lòng không ngừng than khổ. Nghe được thiếu nữ phía sau hình như đã mặc quần áo xong, không lâu sau, tiếng bước chân vang lên, hình như nàng đi tới bên cửa sổ. Một khắc sau, nghe được tiếng bõm của vật rơi xuống nước, chắc là đã nhảy vào trong hồ, theo dòng nước trốn đi. Trong sảnh, Tĩnh Vương uống đến vui vẻ, mời rượu Bùi Diễm và ba người khác. Bùi Diễm mỉm cười, uống cạn ly rượu, phong thái nhàn nhã. Thôi Lượng hình như có hơi không tập trung, bị Tố Yên rót đầy mấy ly vào, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn ra đằng sau bình phong. Hơi men lâng lâng, Bùi Diễm cau mày nói, Tố Đại Tỷ, ngươi nên dạy lại mấy thị nữ dưới trướng đi, lâu như vậy mà mãi vẫn chưa ra. Tố Yên sửng sốt, không phải chứ, mặc một cái áo mất thời gian như vậy sao? Vẻ mặt Bùi Diễm thay đổi, ném chén rượu, đột nhiên đứng dậy, nhảy ra đằng sau bình phong. Thôi Lượng và Tố Yên vội vàng đuổi theo, chỉ còn lại một mình Tĩnh Vương ở trong sảnh, còn hơi ngơ ngác. Bùi Diễm chạy tới trước phòng Tố Yên, đá văng cửa phòng, lướt mắt nhìn qua, cười lạnh nói, nha đầu kia chạy trốn nhanh ghê. Cơ thể hắn hơi động, phất ống tay áo, giải huyệt cho hai thị nữ ở trong góc tường, quát lớn, nàng ấy chạy trốn về hướng nào rồi. Thị nữ Họa Nhi vội vàng đáp, nô tỳ nghe rõ ràng, nàng ấy đã nhảy xuống hồ bỏ trốn. Thôi Lượng đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một hồ nước mùa thu lạnh lẽo, tĩnh mịch và sâu thẳm. Bùi Diễm hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh, chắp tay với Tĩnh Vương, vương gia. Tối nay ta phải đi bắt một người, xin tạ lỗi không thể tiếp đón huynh được, sau này sẽ bồi tội với vương gia sau. Không đợi Tĩnh Vương trả lời, hắn đã bước xuống lầu, bước hết hai bậc thang, đám thủ vệ an chừng tiến lên đón chào. Bùi Diễm khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, nói, nha đầu kia đã nhảy xuống hồ bỏ trốn, truyền lệnh xuống, lục soát toàn thành. Đồng thời phái người nhanh chóng phong tỏa cửa thành lại, nếu cấm vệ quân hỏi thì cứ nói là truy nã phạm nhân quan trọng. An Trừng vâng dạ, mang theo mấy người vội vàng rời khỏi Lãm Nguyệt Lâu. Bùi Diễm đi khỏi Lãm Nguyệt Lâu, không để ý đến Diệp Lâu chủ đang khom lưng đưa tiễn, hắn vội vàng đi được một đoạn, lại dừng ở giữa cầu. Hắn chắp tay nhìn lên trên không trung của Lãnh Nguyệt, nghiêng đầu thấy Thôi Lượng đứng ở một bên, cười lạnh nói, Tử Minh, ngươi nói xem, nha đầu này là thật sự ngây thơ hay là giả bộ ngây thơ?
Thôi Lượng nhìn ánh trăng chiếu trên hồ, cúi đầu, im lặng không nói. Càng về đêm, khách của Lãm Nguyệt Lâu đã về dần, tiếng đàn dần biến mất. Tố Yên bước vào phòng ngủ, cảm thấy toàn thân đau nhức, thị nữ Bảo Nhi đi lên xoa bóp bả vai cho nàng ấy, nói: "Đại tỷ, nếu tỷ cảm thấy mệt mỏi thì nghỉ ngơi vài ngày đi, đêm nay tỷ đã bồi rượu hát kịch đến mệt cả người." Chương 36: Đôi mắt long lanh biến mất trong đêm. À. Tố Yên buồn bã thở dài, nhìn ánh nến nhẹ nhàng lay động trên bàn, thấp giọng nói: "Bảo Nhi, muội không biết, ta cũng muốn nghỉ ngơi nhưng không được. Người sống trên đời này, lúc nào cũng có một bàn tay vô hình đẩy mình về phía trước. Đi mãi cũng chỉ gặp con đường mà mình không thật lòng lựa chọn hay vui vẻ. Đi mãi cũng không biết đi đến khi nào, không thấy được con đường này dẫn đến đâu. Nhưng nếu có một ngày, khi muội nhìn rõ được con đường này dẫn đến đâu, thì thời gian này của muội coi như kết thúc rồi." Bảo Nhi dừng lại động tác trong tay, sừng sốt một lát, rồi cũng thở dài: "Đại tỷ nói rất có lý." Bảo Nhi cũng cảm thấy cuộc sống này quá chán chường. Nhưng tốt xấu gì cũng có đại tỷ chống đỡ đằng trước, bọn muội cứ trốn dưới sự che chở của đại tỷ, được ngày nào hay ngày đấy. Tố Yên nhỏ giọng nói: "Đại tỷ cũng không biết còn có thể che chở cho các ngươi được bao lâu, không biết mai sau sẽ xảy ra chuyện gì." Bảo Nhi bóp tay cho Tố Yên một hồi, rồi gỡ xuống các loại trang sức như vòng, khuyết hoàn trên đầu giúp nàng ấy, nhẹ nhàng nói: "Đại tỷ, tỷ hãy nghỉ ngơi sớm đi." Khói tố nhẹ ừm một tiếng, Bảo Nhi nhẹ nhàng lui ra, khép cửa phòng lại. Tố Yên ngồi duy tư dưới ánh lửa nến, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt u ám tối tăm của nàng ấy. Nàng ấy im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thổi tắt nến và lên giường nghỉ ngơi. Đêm khuya vắng lặng, mọi thứ im ắng. Theo nhịp thở nhẹ nhàng của Tố Yên, một bóng đen lặng lẽ trườn ra từ bên dưới giường, cả người nằm sấp trên mặt đất, di chuyển từng chút một. Bóng đen di chuyển tới gần cửa, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, lén lút bước ra khỏi cửa, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Bóng đen nhẹ nhàng như chim yến, lướt qua hành lang quanh co trong bóng tối, lướt xuống cầu thang. Nàng từ từ kéo cánh cửa lớn khắc hoa văn ở tầng dưới ra, ánh sáng phát ra qua khe cửa. Nhìn xung quanh, thấy cả bờ hồ lặng lẽ không có bóng người, nàng nhanh chóng chạy qua cây cầu, tiếp tục chạy về phía nam vài trăm bước, cuối cùng không nhịn được niềm vui sướng mà cười to. Sau khi cười xong, nàng quay đầu nhìn về phía các Lãm Nguyệt Lâu và cổng lớn ở phía bắc, nàng đắc ý giơ tay phải lên và nói: "Cua đồng, ta thật sự xin lỗi ngươi, không phải vì Giang Tư ta đây không có lòng tốt, mà là vì ngươi đã không có nhân từ trước. Bổn cô nương này còn nhiều việc phải làm nên ta không thể chơi cùng ngươi nữa." Lúc trước, Giang Từ phát hiện không thể lẻn ra khỏi sảnh, lại thấy phòng ngủ của Tố Yên cạnh hồ, trong lòng nảy ra ý định. Nàng để thị nữ hướng mặt vào góc tường, tự lẩm bẩm giống như là nàng muốn nhảy xuống hồ để chạy trốn. Lại quay đầu, ôm một tượng đá thọ sơn dùng để trang trí trong phòng ngủ của Tố Yên, ném vào trong hồ, tiếng bõm mà hai thị nữ nghe được chính là tiếng tượng đá rơi vào trong hồ. Đợi đến khi tượng đá chìm xuống đáy hồ, nàng giấu tiếng bước chân, chui vào gầm giường Tố Yên, nín thở, nghe được tiếng đám người Bùi Diễm xông vào trong phòng. Nghe được tiếng Bùi Diễm tức giận rời đi, nghe được tiếng mọi người tản ra, biết cô đồng đã mắc bẫy, nàng mừng thầm không thôi. Nàng biết Bùi Diễm không từ bỏ ý đồ, sẽ phái người tìm kiếm xung quanh ven hồ, nếu lập tức ra ngoài sẽ tự rơi vào lưới, nàng dứt khoát nằm luôn dưới gầm giường Tố Yên một lúc lâu. Đợi đến khi nghe được tiếng ngủ say của Tố Yên, lúc này mới vận khinh công, lẻn ra khỏi Lãm Nguyệt Lâu, cuối cùng hoàn thành kế hoạch trốn thoát nguy hiểm này. Trong lòng nàng đắc ý, chỉ là nhớ tới việc mình giả say, hại Thôi đại ca và Tố Yên tỉ tỉ lo lắng, cảm thấy hơi áy náy với hai người họ, thầm nói lời xin lỗi. Trời lạnh, trăng sáng, đất phủ sương lạnh, cây cỏ ở bên hồ cao thấp tung bay trong gió đêm, ánh trăng chiếu trên lá cây, lóe ra ánh sáng lạnh trong bóng tối. Giang Từ vừa thong thả bước đi trên lối nhỏ bên hồ, vừa vung cành liễu trong tay, suy nghĩ về việc đã thoát khỏi sự ràng buộc và nguy cơ trong hơn một tháng qua, lòng hân hoan vô cùng. Tuy nhiên, lúc trước uống rượu quá nhiều, mặc dù chỉ là giả vờ say, nhưng rốt cuộc cũng là lần uống nhiều nhất từ trước tới giờ, bây giờ bị gió hồ thổi lên nàng, đầu bắt đầu mơ màng. Nàng dần cảm thấy bước chân nặng nề, bụng cũng hơi khó chịu, quyết định ngồi lại dưới tán cây liễu bên hồ. Dựa vào gốc cây, lẩm bẩm nói: "Cái con cua đồng chết tiệt, món nợ này, sau này tìm ngươi để tính toán." Nàng dần cảm thấy lo lắng,
con cua đồng có quyền lực lớn, nhất định sẽ tìm kiếm nàng khắp kinh thành, phải làm sao mới có thể rời khỏi kinh thành, tiếp tục cuộc sống tự do của mình đây. Lo lắng đến nửa đêm, cảm giác mệt mỏi và say rượu dâng lên, Giang Từ ngáp một cái, cảm thấy cổ có hơi ngứa, nàng gãi gãi, đang định thả lỏng cơ thể, dựa vào gốc cây để ngủ một giấc, bỗng nhiên tim đập thình thịch, nàng đứng dậy đột ngột. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một bóng đen mang theo hơi thở lạnh lẽo, im lặng không một tiếng động đứng trước mặt nàng. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 37, Càng Cua, 1. Thân hình của bóng đen vững chãi, đứng khoanh tay trước mặt Giang Từ, ánh mắt lạnh lẽo lặng lẽ nhìn nàng. Giang Từ run rẩy, cảm giác mình giống như con chuột bị mèo đùa giỡn, gào thét thảm thiết dưới móng vuốt mèo, nhưng không thể nào trốn thoát khỏi bộ móng vuốt sắc nhọn đó. Trong lòng bồn chồn, nàng chậm chậm lui lại phía sau, bóng đen kia theo sát bước chân của nàng, dần dần tiến lại gần. Giang Từ cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc bao phủ lấy bản thân, ép nàng cực kỳ khó chịu, muốn nôn mửa. Lúc này trăng sáng xuất hiện sau đám mây, ánh trăng chiếu rọi lên người kia. Giang Từ nhìn thấy rõ, khuôn mặt người đó cứng ngắc, hai con người lóe lên như hắc diệu thạch. Trong đầu nàng xẹt qua một tia chớp, đột nhiên chỉ tay về người đó, la lên, là ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng biết rằng mọi chuyện không ổn rồi, nàng nhận ra người này chính là kẻ đội mặt nạ trên cây ở Sơn Trang Trường Phong đêm đó. Giữ lại trong lòng một mình biết là tốt rồi, vì sao phải kêu lên như vậy, chẳng phải càng khiến đối phương muốn giết người diệt khẩu sao. Trong lòng nàng không ngừng kêu khóc, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, cười hì hì hai tiếng, ôm quyền nói, xin lỗi, ta nhận lầm người. Vị đại hiệp này, chúng ta vốn không quen biết, từ trước tới giờ chưa từng gặp mặt, sau này cũng không cần gặp lại. Hơn nửa đêm rồi, ta không muốn quấy rầy ngài ra hồ ngắm trăng nữa, xin từ biệt. Nói xong, nàng nhảy về phía sau, xoay người bỏ chạy. Nàng vận toàn bộ chân khí, chạy như điên, chạy được mấy chục bước thì đụng phải một vật. Nàng đang dốc sức chạy như điên, không kịp nhìn thấy vật gì, thân hình lóe lên, lại chạy về phía trước. Bỗng nhiên một lực lớn giật tóc nàng, a, da đầu đau nhức, đau đến mức chảy ra nước mắt. Tiếng cười khẽ truyền vào trong tai, Giang Từ cảm thấy mạng sống của mình xong rồi, nhưng trên mặt vẫn cười ha ha, nhìn về phía người đeo mặt nạ kia. Tay phải của người đeo mặt nạ chắp sau lưng, tay trái kéo bím tóc Giang Từ, trong mắt tràn đầy sự đùa giỡn và chế nhạo, còn có cả vài phần sát khí, sắc bén mà quỷ dị. Giang Từ nhịn cái đau ở đầu, miễn cưỡng cười nói, vị đại hiệp này, tiểu nữ có mắt như mù, đã đắc tội ngài, hôm khác sẽ chuẩn bị rượu để bồi tội. Chỉ là hôm nay tiểu nữ có cuộc hẹn, không thể tiếp đãi ngài lâu được, mong đại hiệp giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nữ một lần. Người đeo mặt nạ cười khẽ, trông rất đắc ý, hắn nắm chặt bím tóc của Giang Từ, kề sát bên tai nàng, thong thả nói, có hẹn với ai không? Có phải là tiểu tình lang không? Giang Từ vỗ tay, đại hiệp đúng là đại hiệp, đúng là liệu sự như thần. Không sai, tiểu nữ đang muốn đi hẹn tình lang. Tục ngữ nói rất hay, âm thầm phá 10 ngôi miếu, không bằng làm hỏng một mối quan hệ yêu thương thân thiết. Vào lúc nàng đang nói hưu nói vượn để phân tán tâm trí người đeo mặt nạ thì bỗng nhiên cảm thấy cổ họng bị siết chặt, tay phải của người đeo mặt nạ đã bóp chặt cổ họng nàng, đẩy nàng va vào thân một cây liễu. Giang Từ vội vận nội lực, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, tay trái người đeo mặt nạ như gió. Điểm vài chỗ trên huyệt đạo của nàng, Giang Từ không thể nhúc nhích, chỉ có thể mở to mắt, bất lực nhìn bầu trời tối mịt trên đỉnh đầu. Người đeo mặt nạ không nói gì nữa, trong mắt lộ ra sự lạnh lùng, năm ngón tay dùng sức siết chặt. Cả người Giang Từ không còn sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lúc ở ranh giới sống chết, lại cảm thấy các ngón tay của người này lạnh buốt. Giống như được vớt từ trong băng ra, nàng suy nghĩ lung tung, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Lúc đang sắp kiệt sức, bỗng nhiên Giang Từ cảm thấy cổ họng thông thoáng, sát khí tan biến, nàng thở dốc, há to miệng liều mạng hít thở, hai chân mất sức dựa vào thân cây chậm chậm ngồi xuống đất. Nàng đang kinh ngạc không hiểu tại sao người đeo mặt nạ lại buông tha cho mình, người đó cười he he, ngồi xổm bên cạnh nàng, ánh sáng léo lên trong tay phải, một cái chủy thủ lạnh lẽo dí sát vào mặt nàng. Người đeo mặt nạ dùng chủy thủ nhẹ nhàng ma sát trên mặt Giang Từ, không nói lời nào. Giang Từ cảm thấy thần trí sắp sụp đổ, lời van xin không nói ra được,
ngược lại cơn giận bộc phát, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ, tức giận nói, muốn giết thì giết đi, ngươi làm người tốt thì không làm, làm mèo hoang làm cái gì? Lại còn là một con mèo hoang, trộm cắp, mèo không có mặt. Người đeo mặt nạ sững sờ, một lát sau mới hiểu được lời nói của nàng, sự lạnh lẽo trong mắt càng nhiều, khuôn mặt cứng ngắc kề sát vào Giang Tử. Trong lòng Giang Tử sợ hãi, không nhịn được nhắm hai mắt lại, một mùi hương long tiên dễ ngửi bay vào mũi nàng. Người đó thầm nói vào tai nàng, ta là mèo, vậy ngươi chính là chuột, con mèo này, sinh ra để ăn con chuột. Đây là định mệnh, ngươi đừng trách ta. Chỉ có thể trách, ngươi đi được trên mặt đất thì không đi, lại muốn leo cây. Chương 38, Càng Cua, 2. Giang Từ cảm nhận được cái chủy thủ lạnh như băng ở trên mặt mình, dừng lại ở chỗ cổ nàng một chút, sự đau đớn như kim châm khiến cả người nàng run lên. Máu tươi từ lưỡi chủy thủ từ từ chảy xuống, nàng tuyệt vọng hét lên, sư tỷ, tiểu từ không thể trở về được, tỷ phải nhớ thắp hương cho tiểu từ vào hàng năm nha. Chủy thủ chậm rãi đâm vào da thịt, cuối cùng Giang Từ vẫn hơi không cam lòng, đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ kia. Thấy hắn vội vã đứng lên, chủy thủ trong tay đỡ về phía sau, vừa vặn đỡ được một kiếm dài mấy trượng như lưỡi rắn bay đến từ sau lưng. Ánh sáng lạnh lẽo lại lóe lên, tiếng leng keng vang lên khắp nơi, người đeo mặt nạ như con báo, từ bên Giang Từ bay xéo sang bên, một kiếm một chủy thủ, đánh qua đánh lại mấy chiêu. Giang Từ tìm được lối thoát trong chỗ chết, trong lòng mừng rỡ, ổn định tâm trạng lại, lúc này thấy người đang đấu với người đeo mặt nạ, chính là người mà nàng đã mắng vô số lần ở trong lòng, người mà nàng vừa thoát khỏi bàn tay hắn, Cua Đồng, Tả tướng Bùi Diễm. Lại có thêm mấy chục người xuất hiện trong bóng tối, đốt lửa, vây quanh bốn phía. Một người trong đó bước tới, giải huyệt cho Giang Từ, kéo nàng lên, chính là thủ hạ đắc lực của Bùi Diễm. Giang Từ bừng tỉnh hiểu ra, xem ra con Cua Đồng này đã có ý đồ không tốt từ trước. Hắn biết chắc chắn nàng sẽ mượn cơ hội đến Lãm Nguyệt Lâu để tìm cơ hội bỏ trốn nên hắn dùng nàng làm mồi, câu người đeo mặt nạ này ra. Lúc trước nàng còn tự hào đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng lại không biết mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nàng mất hứng, vết thương ở cổ phát đau, trong bụng đau dữ dội từng cơn, đành phải dựa vào cây liễu ngồi xuống, khuôn mặt không đổi quan sát cuộc chiến sinh tử của Bùi Diễm và người đeo mặt nạ kia. Tiêu giáo chủ, Tố Yên nói ngươi có dung nhan tuấn mỹ, không biết Bùi mỗ đây có vinh hạnh nhìn thấy khuôn mặt đó không? Bùi Diễm cười, ánh sáng lóe lên, cả người lẫn kiếm phóng về phía người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ không lên tiếng, dao trong tay như rắn bạc múa may, âm thanh đinh đinh vang lên khắp nơi, chặn từng đợt tấn công của Bùi Diễm. Chiêu thức trong tay Bùi Diễm như thủy ngân lỏng, dệt thành một tấm lưới kiếm vô biên, nhốt người đeo mặt nạ vào trong đó, kẻ mặt nạ lui lại, nhưng vẫn luôn im lặng không nói gì. Tiêu giáo chủ, nếu đã đến kinh thành, Bùi mỗ muốn mời ngươi uống một bữa, không biết giáo chủ có bằng lòng đến không? Bùi Diễm nói vừa đánh, chiêu thức của kiếm như mây bay, ánh sáng chói mắt, ép cho người đeo mặt nạ kia chỉ có thể chống đỡ, không có sức để kháng cự. Đám người an chừng đứng ở một bên, thấy Bùi Diễm có phần thắng rất lớn nên không tiến lên, chỉ vây quanh bốn phía, đề phòng người đeo mặt nạ kia bỏ trốn. Trong lúc đang quyết đấu kịch liệt, người đeo mặt nạ lảo đảo một cái, giống như không chống đỡ nổi nữa, Bùi Diễm thu kiếm, cười nói, Tiêu giáo chủ, Bùi mỗ khuyên ngươi, hay là giơ tay chịu trói đi. Tay trái người đeo mặt nạ vuốt ngực, cúi đầu xuống, Bùi Diễm chậm rãi tiến lên, kiếm dài trong tay vẫn duy trì tư thế tấn công, đề phòng hắn ta dãy dụa trước khi chết. Mắt thấy người mặt nạ đột nhiên vung tay trái, Bùi Diễm kêu không ổn rồi, cả người bay về phía sau. Ầm một tiếng, ánh sáng màu đỏ lóe lên, sương khói tỏa ra bốn phía, một mùi khó ngửi làm mọi người ho khan kịch liệt, trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh người mặt nạ kia. Bùi Diễm tức giận hừ một tiếng, như một con chim lớn nhảy lên một cây liễu gần nhất, nhìn khắp bốn phía, đã không thấy thân hình của người đeo mặt nạ. Lúc chiều hắn nhìn thấy Giang Từ đang hết nhìn đông tới nhìn tây, liền đoán được nàng muốn chạy trốn, nên mới tỉ mỉ thiết lập ra cái bẫy này, để dụ Tinh Nguyệt giáo chủ ra giết người diệt khẩu. Không ngờ lại thất bại trong gang tấc, bị người đeo mặt nạ mượn sương mù trốn đi, quả thực là có hơi tức giận. Nhảy xuống ngọn cây, thấy An Trừng đang muốn dẫn người đuổi theo, hắn lạnh lùng nói, không cần, các ngươi không đuổi kịp đâu. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt cười nhạo của Giang Từ, lạnh lùng nói, cười cái gì cười,
cái mạng nhỏ của ngươi còn được giữ lại thì đi thắp hương khấn Phật đi. Giang Từ cười hì hì, đứng lên, vỗ tay nói, thân thủ của tướng gia tốt, thật sự đáng tiếc khi không làm minh chủ võ lâm. Bùi Diễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Từ, ngươi xác thực chưa từng thấy diện mạo thật của hắn ta. Giang Từ xé vạt áo xuống, tự mình băng bó vết thương trên cổ, lắc đầu nói, thề với trời là ta chưa từng thấy. Vậy có nghĩa là đã nghe qua giọng nói của hắn ta. Giang Từ biết không cách nào phủ nhận, gật đầu một cái, ta đã nghe qua giọng nói của hắn, nhưng ta và hắn không quen biết nhau, nước sông không phạm nước giếng. Bùi Diễm không để ý tới nàng nữa, xoay người rời đi, đám người An Trừng vội vàng theo sau. Các bạn đang nghe chuyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Càng Cua, A. Giang Từ do dự một chút, cuối cùng sợ người đeo mặt nạ kia lại đến giết người diệt khẩu, theo sát sau lưng Bùi Diễm. Vẻ mặt Bùi Diễm nghiêm túc, xoay người lại, Giang cô nương, hiện tại là ta cứu ngươi một mạng, ngươi và ta không ai nợ ai. Hay là ta đi con đường của ta, ngươi trải qua cuộc sống hiệp sĩ giang hồ chu du khắp nơi của mình. Từ nay về sau ta và người, giang hồ loạn lạc, cùng trời cuối đất, hoàng tuyền bích lạc, núi xanh trùng điệp, nước chảy xuôi dòng, đời đời kiếp kiếp, hai bên quên nhau. Giang Từ chưa từng nghĩ đến việc Bùi Diễm lại nhớ kỹ những lời mình bịa ra ngày hôm đó không sai một chữ như vậy, bây giờ hắn lại trả lại cho mình, tức giận đến mức trợn trắng mắt. Nhưng hiện tại ở phủ tướng quân mới là nơi an toàn nhất, có thể bảo toàn tính mạng, không bị truy sát, lúc này có dùng toàn bộ dũng khí của nàng, nàng cũng không dám lang thang một mình. Trong lòng nàng không ngừng mắng chửi cua đồng, trên mặt lại giả bộ cực kỳ đáng thương, thò tay giữ chặt ống tay áo Bùi Diễm, buồn bã nói, tướng gia, cái kia. Nàng chít chít một hồi, cũng không nghĩ ra lý do để ở lại phủ tướng, dưới tình huống cấp bách thốt ra một câu, cái này. Tướng gia cứu ta một mạng, ta sao có thể bỏ đi, ta ở lại phủ tướng gia làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, lấy thân báo đáp cho tốt đã. Đám người An Trừng ở đằng sau nghe được rõ ràng, cười to, có người nghịch ngợm lên tiếng, tướng gia hãy để nàng ấy ở lại đi, tiểu cô nương người ta sẽ lấy thân báo đáp đấy. Ánh mắt Bùi Diễm lẳng lặng quét qua, mọi người khiếp sợ uy nghiêm của hắn, cả đám ngừng cười, cúi đầu xuống, Bùi Diễm lạnh lùng nói, vừa rồi ai nói, tự mình đi lĩnh 20 côn. Giang Từ thấy Bùi Diễm quản lý nghiêm ngặt như vậy, khác rất nhiều so với dáng vẻ cười, như gió xuân của hắn, trong lòng hơi sợ hãi, chậm rãi buông bàn tay đang nắm lấy tay áo Bùi Diễm ra. Bùi Diễm quay đầu thấy Giang Từ cúi đầu ủ rũ, máu tươi thấm đẫm vải, tóc tai rối bời, bộ dáng đáng thương, cười nói, đây là do ngươi tự mình muốn ở lại phủ tướng quân của ta, đừng có vài ngày lại leo cây hoặc nhảy hồ gì đó nữa. Giang Từ vui mừng, ngẩng đầu lên, sẽ không, tuyệt đối sẽ không nhảy xuống hồ nữa, hơn nữa, hôm nay ta cũng không nhảy xuống hồ. Bùi Diễm mỉm cười, chắp tay đi về phía trước. Giang Từ chợt nhớ tới một chuyện, đuổi theo hỏi, tướng gia, làm sao ngài biết ta còn ở gần hồ, chưa chạy trốn tới nơi khác? Lúc trước không phải ngài cho rằng ta nhảy xuống hồ trốn đi sao? Bùi Diễm cười đắc ý, không trả lời, qua một hồi, không nhịn được vươn tay phải ra, lắc lắc trước mặt Giang Từ. Giang Từ thấy năm ngón tay của hắn đang bò trên không trung, bừng tỉnh hiểu ra, chỉ vào Bùi Diễm kêu lên, cua đồng, là cua đồng. Nàng kêu rất to, người của phủ tướng quân ở sau lưng lần đầu tiên nhìn thấy có người công khai chỉ vào tướng gia nhà mình gọi là cua đồng, đều cúi đầu xuống, nhịn cười. Giang Từ thấy Bùi Diễm cười rất đáng sợ, vội vàng xua tay nói, cái này, tướng gia, không phải ta gọi ngài là con cua lớn. Ý ta là, ta hiểu rồi, ngài đã dựa theo mùi hương của cua đồng để tìm xem ta ở nơi nào. Bùi Diễm thản nhiên nói, ngươi cũng không ngốc, còn biết trốn dưới giường của Tố đại tỷ. Giang Từ thầm oán than, nhưng vẫn thành thật đi theo Bùi Diễm về phía trước. Lúc này đã là nửa đêm, một vầng trăng sáng, chiếu lên hồ nước lạnh. Giang Từ nhanh chân đi sau lưng Bùi Diễm, cơn đau trong bụng giảm dần, cả người giống như có con kiến cắn nuốt, vừa đau vừa ngứa. Bước chân của nàng dần chậm lại, cuối cùng một tay ôm bụng, tay kia không ngừng gãi gãi trước ngực và sau lưng, ngồi xổm trên mặt đất, rên rỉ không ngớt. An Trừng vội vàng đến hỏi, Giang cô nương, có chuyện gì vậy? Giang Từ đau bụng, không cách nào nói chuyện lưu loát, nói năng đứt quãng, ta, bụng, đau, ngứa,
trên người nàng vô cùng ngứa ngáy, gãi gãi phía trước xong gãi lưng, trong nhất thời, trông cực kỳ thống khổ. An Trừng không biết tại sao nàng lại như vậy, còn đang nghi ngờ là nàng giả bộ. Trong lúc đang do dự, Bùi Diễm bước nhanh tới. Hắn nhìn chằm chằm Giang Từ vài lần, đột nhiên nắm lấy tay phải của nàng, kéo ống tay áo nàng lên, nhìn một cái, bật cười thành tiếng. Giang Từ đang trong thời điểm khổ sở nhất, bực tức nói, cười cái gì? À, một tiếng la lớn, lại giơ tay lên gãi sau lưng, không ngờ trên đùi cũng đang ngứa dần, nàng không chịu nổi, khom lưng gãi, chân mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất. Bùi Diễm ngồi xổm bên cạnh Giang Từ, nhìn nàng đau đớn không chịu nổi, cười nói, xem thử sau này người còn dám ăn cua đồng không, lại bị đau bụng, bệnh sởi, đúng là báo ứng. Tính cách của Giang Từ rất vô tư, nhưng lúc này một đám đàn ông vây quanh nàng, cầm đầu lại là cua đồng nàng ghét nhất, bị cả đám nhìn chằm chằm vào bộ dạng xấu hổ của mình, nàng không khỏi có hơi xấu hổ. Chương 40, mộng tưởng khó tìm, 1. Trong lòng nàng thầm tự trách mình tại sao trước đó ăn nhiều cua đồng như vậy, bụng đau thì không sao, nhưng lại để nhiều người nhìn thấy mình như vậy, quả thực là chuyện xấu hổ nhất trên đời. Trong cơn đau, nàng mơ hồ thấy khuôn mặt cười của Bùi Đình lắc lư như con cua đồng trước mặt, nàng cực kỳ tức giận, tay phải nắm chặt, đột nhiên đánh thẳng vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét đó. Bùi Diễm cười ha ha, nghiêng người tránh đi, Giang Từ đang chuẩn bị đánh tiếp, sau lưng lại thấy ngứa. Nàng đành phải thu hồi nắm đấm, đưa tay gãi phần lưng, chỗ kia không tới tay, lại đổi sang tay trái, bận tối mày tốt mặt. Mọi người trong phủ tướng quân lúng túng nhìn nàng, e ngại Bùi Diễm, không dám cười lớn, nhưng vẻ mặt mỗi người đều méo mó, không giữ được hình dáng ngũ quan ban đầu. Bùi Diễm đứng dậy, nói, đi thôi, trở về để Tử Minh xem cho ngươi thử rồi uống chút thuốc, cứ gãi như vậy cũng không phải cách. Giang Từ tức giận nói, không đi nữa, ta không về nữa. Bùi Diễm thong thả nói, vậy ngươi cứ ở lại đây, Tiêu giáo chủ sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Giang Từ nổi tính bướng bỉnh, ngồi xuống mặt đất, lạnh lùng nói, ta không đi, xem hắn có thể làm gì ta. Bùi Diễm nhíu mày, thấy tùy tùng dắt ngựa tới, khẽ cười, cúi người đưa tay ra. Hai bên hông Giang Từ đã tê dần, bị hắn điểm mấy huyệt đạo rồi đặt nàng lên lưng ngựa. Bùi Diễm để người trên ngựa, khẽ ra lệnh, ngựa chạy nhanh về phía phủ tướng quân. Giang Từ đau đến mức không chịu nổi, trên đường còn chịu sóc này, còn phải nghe tiếng cười khẽ của con cua đồng. Trong lòng cắn răng nói, con cua đồng chết tiệt, cứ để ngươi đắc ý một chút, đừng tưởng ta không biết ý đồ gian xảo của ngươi. Trở lại phủ tướng quân, Giang Từ được An Hoa dìu lên giường nằm xuống, cả người mềm nhũn, không còn sức gãi ngứa, mất sức nằm xuống, cuộn cả người lại. Bùi Diễm chắp tay nhìn bộ dáng tả tơi không chịu nổi của nàng, cười nói, ngươi cố nhịn chút đi, ta đã sai người đi gọi Tử Minh tới rồi. Giang Từ hừ lạnh, trong lòng cực kỳ hận hắn, im lặng không nói. Trong lúc mơ hồ, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, nghe tiếng thấy Thôi Lượng đi tới trước giường, hỏi, có chuyện gì vậy? Chỗ nào không thoải mái? Giang Từ liều mạng nín nước mắt lại, im lặng khóc thút thít. Thôi Lượng đã nghe tùy tùng của phủ tả tướng nói Giang cô nương ăn thịt cua nên bị đau bụng ngứa ngáy. Thấy cơ thể nàng hơn run rẩy nhưng không chịu quay người lại, hắn ta nhịn cười, liếc mắt ra hiệu với An Hoa. An Hoa thò đầu nhìn vào trong giường, thấy khóe mắt Giang Từ vương nước mắt, cười cười, lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói, Giang cô nương, hay là để Thôi công tử xem giúp người một chút rồi uống thuốc, cứ gắng gượng chống đỡ như vậy không phải là biện pháp đâu. Giang Từ cúi đầu ừm một tiếng, bình tâm, chậm rãi quay người lại, đang nhìn ánh mắt, mang ý cười của Thôi Lượng, mặt nàng đỏ bừng, lý nhí, Thôi đại ca. Tiếng cười khẽ truyền đến, ánh mắt Giang Từ khẽ liếc, chỉ thấy con cua đồng đáng ghét kia đang đứng ở cửa ra vào, trên mặt vẫn là nụ cười khiến người ta hận đến ngứa răng. Trong lòng nàng tức giận, đột nhiên ngồi thẳng dậy, nắm cái gối gấm trên giường dồn sức ném về phía Bùi Diễm. Bùi Diễm dùng chân phải hất nhẹ, gối gấm quay tít một vòng trên đầu ngón chân hắn, vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, nhẹ rơi xuống đầu giường, hắn cười khẽ rồi thản nhiên bước ra khỏi phòng. Ồn ào đến hơn nửa đêm, ánh trăng đã dần đi xuống. Bùi Diễm bước ra khỏi cửa viện, thấy An Trừng đứng ngoài viện, khoanh tay đứng yên lặng. Gió lạnh phả qua mặt, trong đầu hắn dần bình tĩnh lại, suy nghĩ một lát rồi nói, An Trừng, vâng, tướng gia. Phạm vi điều tra giáo chủ Tinh Nguyệt, tập trung vào những người quen của ta, hàng ngày hay lui tới. An Trừng sửng sốt, cúi đầu nói,
tướng gia, thứ cho thuộc hạ ngu dốt. Bùi Diễm nhẹ nhàng cười khẩy, tiểu nha đầu chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn, chỉ nghe giọng nói của hắn mà thôi. Hắn muốn giết nàng diệt khẩu, không phải vì sợ rằng nàng sẽ vẽ ra khuôn mặt của hắn chúng ta có thể dựa vào đó mà tìm kiếm. An Trừng suy ngẫm một chút, đôi mắt sáng ngời lên, hắn sợ rằng Giang cô nương Giang sẽ nhận ra giọng nói của mình ở một lúc nào đó. Bây giờ Giang cô nương đang ở phủ tướng, chắc chắn hắn thường xuyên tiếp xúc với tướng gia, là người thân thiết với tướng gia. Hắn lo sợ rằng có ngày, tướng gia và Giang cô nương gặp hắn sẽ vạch trần thân phận thật sự của hắn. Bùi Diễm gật nhẹ, trận chiến hôm nay, chiêu thức của hắn còn vụng về, rõ ràng là đang cố tình che giấu võ công thực sự của mình. Thêm nữa, hắn đã cố ý lắc lư người vì sợ ta sẽ nhận ra hắn qua dáng người. Đáng tiếc là lúc hắn nói chuyện với tiểu nha đầu thì chúng ta lại ở xa, không nghe được giọng nói của hắn. B. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Lưu Thủy Điều Điều của tác giả Tiêu Lâu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.